Không, mà nói thật cái trước bạn hồi trước này mình cũng đánh nhiều cất hồi xưa giờ. Không được cắt, không được cắt. Ha, anh Vũ. Đây, em vừa đang lưới, vừa quấn cán, mà quấn cán giải anh thích luôn nè. Tết. Anh chưa xử em cái vụ hôm bữa nha. Em chỉ dòng Tú hùi hù anh nha. Ủa gì? Làm anh gặp ác mộng. Ủa gì chỉ Tú hù gì ba, em biết gì đâu. Bữa thằng Tú nó mượn em cái vợt. Chứ em đâu biết gì đâu. Vậy sao anh mơ thấy em? Ủa tự nhiên anh mơ thấy em, anh bị ám ảnh gì anh mơ thấy em, tự nhiên anh nói em. Trời tự nhiên qua đuổi cả nắm châu. Cả nắm gì, qua đuổi có hai đứa à? Thôi hai đứa là xuống nhiều là cả nắm rồi đó. Trời tự nhiên chưa gì đối thừa mình. Mơ gì, anh mơ thấy như vậy là anh phải xử em liền. Thì tôi đã nói rồi, tôi nằm mơ có hai anh em nhà nọ. Ô nè, em mến Nhu không? Đang lưới nè, cho Nhu test cái giọt 6 triệu mấy nè, quấn cán giả Nhu thích luôn nè, mang lên cho Nhu test. Mà Nhu nói em quá trời quá đất luôn. Đó, hôm bữa mình mơ là cái quấn cán cao su. Đó, hợp lý chưa? Mà nhờ dám test không? Không bé ơi. Coi clip cũ chưa? Coi. Coi rồi đúng không? Ừ. Cái này anh cầm rồi, anh đánh rồi. Thì bây giờ em đưa anh cầm thì anh vô anh test cho em vui thôi chứ gì đâu. Ok. Ba cái cây 29,000. 90 củ anh bỏ cái 1. Ông như bị bệnh đau anh. Trời ơi. Lazy town. Ủa 9,000 các bạn. Thì hôm nay mọi lần là anh Thảo hay là anh Nhu chia sẻ trước rồi, hôm nay để em chia sẻ về cái vật này thì chắc chắn các bạn sẽ thấy là trên video mình không có test. Bởi vì thú thật á là mình đã test 3 ngày liên tục luôn, nhưng mà mỗi lần khi mà mình đánh xong á mình đều cảm giác là nó bị đau cái vai, rất là đau cái vai luôn. Và ngày nào mình đi đánh mình cũng đánh không được. Mình đánh không được. Bởi vì nó quá cứng. Mặc dù đây chỉ là một cái cây vợt 4 u thôi nhưng mà nó cứng khủng khiếp luôn, nên là thật sự là mình không có dám quay lên những cái đoạn mình đánh, bởi vì mình đánh rất là dở. Cái cây vợt này khi mà cầm vào mình chỉ thấy là nó cứng thôi và nó khó đánh. Nó ra vợt nhanh nhưng mà thật sự là để nó mà mình cảm nhận thì mình cảm nhận không được các bạn, bởi vì khó đánh. Mà nhiều quá. Bán nhiều. Từ. Cho cái giá nè. Cây này giá web là nội địa các bạn nha. 6,150,000. Mình đang theo bộ lưới X-Bone 6,3,180 nữa là phải 6,3,000 đó. Mà quyết định mình bán cho bạn giá siêu rẻ, siêu đãi luôn. Giá. Mức giá là 5,3,000. Mắc gì ba? Ủa 5,3,000 bớt hơn 1,000 rồi. Cái kia là 6,3,000 á thì bớt hơn 1,000 là 5,3,000 đúng rồi. Thôi kệ, Thuận mua vừa bán. Chứ là cái cây này mình cầm rồi, mình cầm mình đánh rồi và mình thấy khá là ok, khá ngon. Nhưng mà có một cái thất vọng là nó nhẹ đầu quá. Anh nghĩ là có cái dãy gen ở trên đây nè nó sẽ làm nặng đầu hơn, nhưng mà cái bản anh cầm thì anh thấy nó hơi nhẹ. Chắc anh nghĩ là 3 u á thì nó sẽ nặng đầu hơn. Đúng rồi. Với lại một cái nữa thì ở đây anh có cây Z-Strike của anh, hai cây này nó rất là giống nhau. À em cũng thấy vậy. Từ cái... độ dài đũa nè. Cho được tới cái cán nè. Cán được kính đũa. Được kính đũa 6.6 nó cũng giống nhau luôn. Cái đũa 9,000 dài hơn. Không nó như nhau anh. Như nhau nếu mà tính ra cái mặt khung đồ này nọ thì nó như nhau á. Nó như nhau luôn. Tại cái mặt của cây Z-Strike thì nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Nó chỉ khác cái là clip tách riêng đi. Không. Rồi vô đi. Phải so sánh với lại hai cây này. Cũng được. Hai cây này nó tương đồng với nhau thì em cảm sẽ có sự so sánh nó chính xác hơn. Không đồng ý. Hai ba test với dòng chết trai khác nhau.
hai bài test nó cũng thiên mà. Nó cũng thiên về toàn diện tốc độ Z-Style thì nó cũng y chang vậy thôi. Đúng rồi. Ủa Falconet mà không biết dòng Dura hả? Không bé ơi. Cái Z-Style khi mà mình cầm á thì mình đập cầu nó ổn hơn, nó ok hơn do nó nặng đầu hơn. Còn cây 9000 á thì mình cầm mình thấy phản tạc được tốt, thủ ngon nhưng mà đập thì nó bị ngang, có thể dầm yếu. Nhưng mà nói chung là để em hỏi thêm đi, như cây này anh vô cầm vô anh có cảm giác dễ đánh không? Tùy thuộc cá nhân anh nha, thì anh đánh giật cứng quen rồi cho nên cây này anh cầm vô ok. Không, mà nói thật cái trước bạn hồi trước này mình cũng đánh giật cứng, chỗ này mình cũng đánh giật cứng, chỗ này mình cũng đánh giật cứng. Hồi xưa giờ không được cắt, không được cắt. Còn hồi xưa cái đợt kia mình cũng đánh giật cứng là cây 88D Pro nó cũng cứng, nhưng mà nếu mà so với cái cây này so với cái cây này hiện tại mình đánh Anule 800 mình đánh vô cây này nó cứng quá. Đánh cái dài chịu không nổi. Đây cây này trên 2.10 anh chấm điểm đi. 2.10 hả? Cứ nhất về màu sắc đi. 10/10 rất đẹp. Tại vì nó có màu đen với màu xanh chuối. Đúng rồi, màu anh thích. Phải tài phòng thủ 8/10. Đúng rồi. Đập cầu thì 7/10. Trình độ chơi thì anh nghĩ chắc chung mình cộng chung mình khá vậy á. Chung mình khá mới được đúng không? Mặc dù ngu nhưng mà cũng phải chung mình khá mới được đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi ok. Khi giờ bây giờ em đang nói phải che mặt lại chứ. Bây giờ tới anh này đó, anh cầm đi anh center muốn gì nữa. Anh xấu hà dữ lắm, nay em cho anh ngồi giữa luôn. Khoan. Lizzy Town. Lizzy Town. Làm đọc sai rồi. Lại rồi. 1, 2, 3. Lizzy Town. Dỡ. Nói chung là cứng nha. Cứng. Bài nào tay yếu yếu mà ham quýnh nhanh quýnh mạnh á là mấy bạn sẽ bị sốc với cái độ cứng của cây này. Nên thành ra bạn nào mà tay không đủ khỏe là chắc chắn quýnh này nó sẽ bị cầu, nó sẽ bị dừng đột ngột. Tại vì nó không ăn hết, nó ăn được hết lực á. Nên cái cầu nó sẽ bị dừng đột ngột, nên thành ra các bạn sẽ khó kiểm soát cầu. Mặc dù nó là do cân bằng, do kiểm soát. Nhưng bạn không vô đủ lực, chắc chắn cái cầu sẽ bị bay bổng lên hoặc bay dừng lại. Nên thành ra là với anh thì cái cây này phải khởi động kỹ và phải có lực tay khỏe. Anh đập cầu lại anh cảm giác anh đập được nhưng mà không như anh mong muốn. Mà cái cầu nó phải đi cắm hơn hoặc là nó sẽ gọi là hiểm hơn. Cầu nó bay nặng á. Nói về phản tạc, cây này phản tạc ngon. Phản tạc, em đánh phản tạc, em tì đè, em bằng mọi thứ ok. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà bạn nào tay khỏe được nữa hơn thì nên lựa bản 3U. Còn bạn nào mà trung bình chỗ ấy thôi thì nên từ 4U và chắc chắn bạn phải tập thêm lực tay. Lực tay nhanh ra nhanh để mà có thể kiểm soát cây này tốt nhất. Chứ còn không chắc chắn mà sẽ nó kêu vào này đúng chán. Công năng đập phản tạc thì đè, thì bây giờ với anh thì đập thì nó chỉ rơi tầm 8 thôi, 7-8 thôi. Còn về màu sắc thì anh cho nó 7. Dạ, màu sắc là 7. Đúng rồi, tại vì anh không có cái gu màu tím này. Anh không thích mấy cái nổi bật. Đúng, anh là người hướng ngoại bật sao. Ok. Đúng, lúc ngoại lúc không nhưng mà đập anh hướng nội. Anh không thích cái màu xanh lá cây này. Ok, anh không màu thích tím chứ. Nghĩa là bây giờ cắt chục này đi thì khúc dưới cực kỳ đẹp. Cái gì vậy anh ơi? Khúc dưới thì ngon. Cắt chục đi thì lấy tôi thấy khúc dưới ngon đẹp. Khúc trên lấy sơn xịt màu đen vô. Cái cây này mà có màu đỏ đen là tôi lụm liền. Nhất cái đầu. Mốt sản xuất bảy liền mình. Phô lại. Tổng kết lại, nếu mà các bạn kỳ vọng quá nhiều vào cây Linen Homatech 9000 này về khả năng tấn công tốt hơn so với Homatech 8000 hay là Homatech 7000 trước đó thì nó không có các bạn nha. Đây là có chứ, có. Có hả? Có. Anh ấy có hả? Quan trọng là lực tay phải khỏe. Quan trọng là lực tay phải khỏe. Nếu mà như nói là kỳ là lực tay phải khỏe thì nghĩa là cái cây này nó kén người chơi nha. Kén người chơi, đúng. Hồi nãy giờ chung đó. Chung bình khá rồi, tới khá luôn mới có thể đánh được bởi vì nó rất là cứng. VNB không lùi à. Không có gì nói vậy thiệt các bạn, như mình nói mình đánh 3 bữa luôn mà mình không dám quay bởi vì mình đánh không bữa nào nó ra được hết á. Nên là mình đánh không được. Mình chia sẻ thêm đó, mình cho tất cả những cái người đánh ở trên sân mình test luôn là họ đánh nhóm đó trình trung bình. Bất kỳ ai khi mà cầm vô cây vợt này á, họ đánh họ đều lắc đầu á, họ nói là cái cây vợt này cái đũa nó cứng quá, anh đánh nó bị dội lực vào tay anh. Và cái cây này khi mà anh cầm trên sân anh đánh á là em đánh nó phải vô cái điểm ngọt nó mới bộc phát được. Còn em đánh mà lỡ khi á mà tay em không đủ hay là em tiếp cái cầu á nó không có vô điểm ngọt cái là nghe nó sẹt liền, đánh không ra lực được. Đây là bài đánh giá của team VNB về Linen Homatech 9000 bản trọng lượng 4U. Thì này là mình đang cái lưới trợ lực nhất của Yonet luôn là lưới Xbox 63. Chắc chắn là các bạn sợ là ủa sao anh không đang lưới Linen, bởi vì lưới Linen mà không thấy là có cái lưới nào trợ lực ngang với cái Xbox 63 hết, bởi vì biết cái này nó quá cứng rồi. Mình phải đang một cái lưới siêu trợ lực để vô test cho nó tốt nhất luôn mà đánh vẫn không được các bạn, khó đánh quá. Nếu các bạn thấy video này giải trí và đem lại kiến thức, trải kinh nghiệm và trải nghiệm thì các bạn hãy cho team VNB một like, một subscribe, một đăng ký kênh, nhớ nút chuông để subscribe lại đăng ký kênh rồi ông nội ơi. Nhớ nhấn nút chuông thì mỗi khi có một cái video mới bạn sẽ được theo dõi ngay nha. Xin chào, hẹn lại. Bye bye. Biến hình lại hành thông thạo bình thường nè. 1, 2, 3. Ủa anh em mình ông biến tới cái gì luôn rồi đó. Bye bye.